cái điểm này đẹp quá trời quá đất, mà làm du lịch thì tuyệt vời luôn. Cái bức tranh này nó mang cái ý nghĩa gì? Gì bức tranh này là gì? Vâng, nhưng nó mang hàm ý gì? Gì cái này chắc là này là rước chạm mình làng ấy nhỉ? Ui, đây có bức tranh cắm của cô gái và đẹp quá. Đặt dấu ấn có biển sông nước các bạn nhé. Đẹp quá các bạn ơi. Tranh của đại tướng Võ Nguyên Giáp các bạn. Đây này là các đồ mỹ nghệ nhỏ nhỏ các bạn. Về quy trình sản xuất các bạn, mình sẽ giới thiệu với các bạn clip sau các bạn nhé. Đây mình liêm một vòng cho các bạn xem, được cảnh đôi chút xa xa kia có một cái nhà nghỉ các bạn ạ, Hoàng Yến. Kế bên này có cái quán nước các bạn, đẹp quá bạn ơi. Kia là bán sơn nữa các bạn. Bán sơn các bạn nhé. Thôi clip hôm nay mình làm đến đây tạm dừng. Đây là nối vào, mình chỉ cho các bạn đây này. Nối vào làng Sơn Mài các bạn ạ. Thì bên ngoài đây là quốc lộ 13 các bạn. Này là đại lộ Bình Dương. Và đường dưới đây các bạn, một cung đường rất đẹp. Nhưng mình cũng đã giới thiệu các bạn. Thôi mình xin tạm dừng đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Bạn thấy hay like share cho mình. Cảm ơn các bạn.